Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi xảy ra vụ việc tại trường mầm non Hồng Nhung 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, khiến một trẻ tử vong, nghi do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi về kinh nghiệm tránh bỏ quên học sinh trong xe buýt. Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng công nghệ và ban hành quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn tình trạng học sinh bị bỏ quên trên xe buýt, nhằm tránh để xảy ra các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng về người. Rất nhiều quốc gia có những quy định cụ thể đối với xe buýt chở học sinh, với những yêu cầu từ việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi lên xuống xe cho đến việc đảm bảo không để quên trẻ trên xe. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, xe đưa đón ở các nước được gắn cảm biến thông minh, tài xế và người giám sát phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt kinh nghiệm tránh bỏ quên học sinh trong xe buýt trên thế giới. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ và ban hành quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn tình trạng học sinh bị bỏ quên trên xe buýt. Tại Mỹ, bang New Jersey, tài xế phải kiểm tra toàn bộ xe trước khi rời đi. Bang California, mọi xe phải lắp đặt thêm nút ấn ở đằng sau. Tài xế phải kiểm tra từ đầu đến cuối xe và ấn nút này. Nếu tài xế không thực hiện thì sẽ có mail thông báo đến trường học. Tại Hàn Quốc, hệ thống kiểm tra trẻ ngủ quên được lắp đặt trên các xe, buộc tài xế phải kiểm tra toàn bộ xe để không học sinh nào bị sót lại. Tại Australia, trang bị thiết bị quét thông tin học sinh lên xuống xe, tài xế và người giám sát phải quét đầu đọc thẻ sau khi kiểm tra xong khu vực cửa xuống. Tại Đức, các tuyến đường riêng cho xe buýt trường học phải có biển chỉ dẫn school bus với nền màu vàng. Xe được ưu tiên giao thông khi đón và trả học sinh với đèn cảnh báo bên ngoài. Tại tiểu vương quốc Ras Al Khaimah thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hệ thống cảm biến thông minh trên xe sẽ báo động khi phát hiện học sinh đồ dùng bị bỏ lại. Ngoài ra ở Trung Quốc, từ năm 2012, một số xe buýt đã trang bị hệ thống thông minh, giám sát số học sinh trên xe, thông tin đến phụ huynh và giáo viên về vị trí xe theo thời gian thực. Đến năm 2016, ở Thiên Tân, hệ thống xe buýt thông minh ra mắt với những công nghệ mới, thậm chí cung cấp cho phụ huynh hình ảnh theo thời gian thực, giúp họ biết con mình có an toàn hay không tại Thái Lan năm 2022. DEPA, một tổ chức thuộc chính phủ nước này, đã có vai trò thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế số, ra mắt hệ thống mới có mục đích ngăn chặn những vụ bỏ quên trẻ em trên xe buýt. Công nghệ sử dụng các cảm biến và công nghệ AI, đảm bảo không còn bất cứ trẻ nào trên xe khi kết thúc hành trình, theo Pattaya Hệ thống có tên Smart School Bus giúp định vị xe kết hợp cùng các thiết bị giám sát học sinh và hệ thống AI, báo cáo những thông tin như tốc độ xe, các điều kiện trên xe như nhiệt độ và độ ẩm và sự có mặt của học sinh trên xe. Thông tin sẽ được gửi tới phụ huynh thông qua một ứng dụng và phụ huynh sẽ nhận được thông báo khi trẻ xuống khỏi xe ở trường, xe gần về đến nhà và khi trẻ đã về đến nhà. Hệ thống có các cảm biến chuyển động kết hợp thiết bị định vị và khi phát hiện có trẻ bị bỏ lại trên xe sẽ gửi cảnh báo về trường. Nhà trường có thể gọi điện đến chiếc xe có trẻ bị quên, nói chuyện trực tiếp với trẻ đến khi có người tới nơi. Ngày 29 tháng 5 ông Cao Văn Hường, 54 tuổi, trú tại Điện Biên, cùng con gái Cao Thảo Loan, 30 tuổi cho biết, đã nộp đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án liên quan đến bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Đơn được nộp tới Tòa án Nhân dân Tối Cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao. Cả hai cơ quan này đã tiếp nhận đơn. Gia đình nữ sinh giao gà cho rằng bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên và bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đều tuyên bà Hiền 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy là không có căn cứ, không phù hợp với lời khai của các bị cáo tại tòa phúc thẩm, gây oan sai cho người vô tội. Vì thế, gia đình khẩn thiết mong viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và tranh án tòa án nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị hai bản án nêu trên, đều hủy các bản án này, điều tra lại, làm sáng tỏ sự thật. Chị Loan nói, gia đình tôi khẩn thiết mong cơ quan có thẩm quyền kháng nghị bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên với mẹ tôi để hủy các bản án này, điều tra lại, làm sáng tỏ vụ án. Ông Cao Văn Hường cho biết, con gái tôi bị những kẻ buôn ma túy sát hại dã man, giờ vợ tôi cũng bị chính những kẻ đã hại con tôi vu oan. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, không còn gì đau khổ hơn. Ông cho hay, gia đình có xưởng chế biến long nhãn, gia đình buôn bán nên không túng thiếu đến mức phải buôn ma túy. Ông và con gái nói tin tưởng vợ không phải là người tàn nhẫn vì nợ tiền buôn ma túy mà hại con. Với ông, dù cuộc sống gia đình đảo lộn, vẫn quyết kêu oan để bà không mang tiếng xấu với đời. Trong đơn kêu cứu dài 19 trang, cha con ông Hường cho rằng vợ mẹ bị sắp đặt để kết tội oan với mục đích cố tình che giấu nguyên nhân thực sự khiến con gái ông bị sát hại. Đơn nêu 5 căn cứ kêu oan về các sai sót trong quá trình điều tra, truy tố, về chứng cứ, nhân chứng buộc tội không khách quan, mâu thuẫn. Trước đó, chị Loan cùng cha và nhiều người thân từ điện biên xuống Hà Nội, gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền gửi đơn kêu cứu, kêu oan cho bà Trần Thị Hiền. Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 22 tháng 4, bà Hiền tiếp tục kêu oan, khẳng định không quen biết ba tử tù, Lương Văn Hùng, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, càng không có việc mua bán ma túy, nợ tiền họ đến mức con gái bị bắt cóc, sát hại. Đáng chú ý, tại tòa phúc thẩm, ba tử tù bất ngờ phủ nhận lời khai trong bốn phiên tòa trước đó, nói bị ép cung, nhục hình. Các tử tù khẳng định không quen biết, không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà cụ thể các tử tù khai không quen bà hiền không có số điện thoại không liên lạc cũng không mua bán ma túy hay có quan hệ vay nợ toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra đều bị ép cung đọc sẵn cho viết hoặc đánh đập ép phải nhận về việc không biết bà hiền nhưng tại cơ quan điều tra vẫn nhận dạng được nhớ địa điểm giao ma túy màu sắc quần áo hùng nói được cán bộ điều tra chỉ điểm trước dặn chỉ vào ai thì làm theo chỉ vào người đó trước các diễn biến này Tại tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị chấp nhận kháng cáo kêu oan, trả hồ sơ điều tra lại vụ án do chứng cứ buộc tội bà Hiền không nhất quán, nhiều vấn đề mâu thuẫn không được tòa sơ thẩm giải quyết thỏa đáng. Kiểm sát viên đánh giá, Công và Hùng đều nghiện ma túy lâu năm, tâm lý bị ảnh hưởng mà khai không khác nhau tí nào. Nhớ các sự kiện cách đó 2 năm mà còn nhớ giống khớp nhau đến từng câu từng chữ, từng chi tiết dấu chấm dấu phẩy và cho rằng có cơ sở để xem xét lại việc hai người này nói bị ép cung, mớm cung. Theo viện kiểm sát, những lời khai của họ để buộc tội bà Hiền không thể coi là khách quan, vì đây là thủ phạm sát hại con gái bà Hiền. Hơn nữa, nếu tòa sơ thẩm cho rằng họ bắt cóc nữ sinh để đòi tiền nợ, không thể sát hại con tin khi chưa được trả tiền. Đồng quan điểm với viện kiểm sát, bào chữa cho bà Hiền, các luật sư bào chữa cho bà Hiền cũng trích lại hàng chục bản khai, lời khai của Công và Hùng cho thấy giống nhau không chỉ nội dung mà từng dấu phẩy. Kết lại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử khẳng định bà Hiền không oan. Chiều 29 tháng 5, tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên, sinh năm 2000 và Lê Văn Bậm, sinh năm 1979, nhân tình của Nguyên, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội hành hạ người khác, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa được xử kín. Bậm và Nguyên là hai kẻ đã dùng vũ lực với cháu A, 3 tuổi, gây xôn xao mạng xã hội vào cuối tháng 3 năm 2023. Trong đó Thảo Nguyên là mẹ ruột. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bậm 8 năm 6 tháng tù về tội hành hạ người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên 1 năm tù. Trước đó, hôm mùng 6 tháng 11 năm 2023, tòa nhân dân huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án nhưng trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, Nguyên kết hôn với anh TMT và có hai con chung là N 5 tuổi và A 3 tuổi. Đến tháng 10 năm 2021, anh Tê bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Nguyên sống chung như vợ chồng với bị cáo bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cùng hai con. Ngày 10 tháng 4 năm 2022, bậm bắt cháu A cầm chai nước suối, đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu cháu. Hai tay luôn giữ chai nước suối, không được bỏ tay xuống. Khi cháu A mỏi tay bỏ xuống, thì bậm chửi bới, dọa nạt, khiến cháu sợ hãi khóc lớn. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022, bậm dùng băng keo trói tay vào chân cháu A, để cháu chỉ mặc tã nằm dưới sàn nhà. Bậm ra tay với cháu được khoảng 4 phút thì dừng lại. Tháo băng keo cho tay chân cho cháu đi ngủ. Quá trình bậm ra tay với cháu A vào hai ngày mùng 10 và 24 tháng 4 năm 2022, Nguyên đều chứng kiến toàn bộ và dùng điện thoại quay clip và dùng Facebook gửi đoạn clip trên cho bà LTB. Đến tháng 3 năm 2023, chồng của Nguyên cai nghiện trở về địa phương và tìm thăm các con. Do vợ chồng Nguyên bán hàng online, nên anh T mượn lại tài khoản Facebook của Nguyên để tiếp tục bán hàng và phát hiện các đoạn video. Ngoài ra, anh T còn phát hiện 4 đoạn clip Nguyên quay lại cảnh bậm cho cháu A sử dụng chất nghi là ma túy. Sau đó anh T đã đến công an trình báo. Khám xét nơi ở của bậm và Nguyên, cơ quan điều tra thu giữ một túi ni lông chứa 0,2 gram ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Quá trình điều tra, bậm khai do cháu A hay khóc và không nghe lời nên hành hạ cháu để hù dọa và làm thú vui tiêu khiển. Nguyên khai thấy thích thú khi nhìn bậm ra tay với con, nên quay clip lại, gửi cho bạn bè xem để giải trí. Đối với số ma túy bị thu giữ, bậm khai mua từ một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 300.000 đồng về để sử dụng, còn Nguyên không biết việc bậm cất giấu ma túy. Đối với bốn đoạn clip quay lại cảnh bậm cho bé A sử dụng chất nghi là ma túy, do thời gian xảy ra đã lâu, không thu giữ được ma túy, kết quả xét nghiệm âm tính nên chưa đủ căn cứ xử lý bậm về hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.